Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm clip hướng dẫn giá đậu. Okay. Đây là đậu. Ô gì nó đi học về rồi á? Sao lại về sớm đấy? Nào, nó vừa cho đậu vào để nó vàng một mặt á. À, sẽ ra đây xem. Cùng cạnh sao bão. Ok. Phù phàn tan thương, nước dâng cao. Nước lũ dâng cao. Nên đẹp màu. Lá xanh thế. Mà nhìn cũng đẹp hơn ở ngoài. Con mèo nó đang dính bắt cá này các bạn. Này bố ơi. Con mèo nó đang dính bắt cá ở ao này. Con mèo ấy. Ao nhỉ. Ok. Chú kiểu bắt được con cá nào không? Bạo. Con luyến. À hôm nay thằng cu ấy cũng nghỉ học rồi. Trốn học hết với nhau. Đi vào, mưa đến nơi thì còn đi. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cây bơ. Bơ đang lên này. Cây bơ. Đang đi bả đi đâu. Cái này vừa chống lại đúng không? Này có khi phải làm cái cọc nữa. Chống cho nó bay ra vệ ao. Bay vệ ao làm gì, bay về đây đi đường này. Chống bay về đây này đi đường nó ấy. Ăn rau muống. Chú Đỉnh hôm nay không đi làm à? Bão thế này. Này thứ hai. Ô tôi chết rồi. Gián đậu. Quên mất. Yeah.